khi một kẻ tàn ác, tàn bạo, có rất rất nhiều tiền, thì tội ác của kẻ đó gây ra ngày càng gia tăng, ngày càng tàn ác, tàn bạo hơn và man rợ máu lạnh hơn. Tội ác của hắn trước kia chỉ là chủ mưu cướp bóc, đập phá, đánh người đổ máu, chủ mưu bắt người giam cầm cách ly, chủ mưu bắt cóc thiếu nữ để giam cầm bạo hành, đánh đập, dâm ô, hãm hiếp. Nhưng vì pháp luật không nghiêm minh, hay nói chính xác hơn là pháp luật, công an, báo đài đã bị đồng tiền của hắn mua chuộc, nên giờ đây tội ác của hắn đã được đẩy lên mức độ cao hơn. Đó là chủ mưu chém người, cố ý giết người. Với vô số tội ác cũ cộng thêm với tội cố ý giết người, thì án tử hình dành cho ông trùm là khó tránh khỏi. Ông trùm mafia và đồng bọn rồi đây sẽ phải đền tội với những bản án nghiêm khắc nhất cho những tội ác, tàn bạo, máu lạnh và man rợ mà chúng đã gây ra với tội chủ mưu cố ý giết người này. Ông trùm mafia đang tự đẩy mình đến với bản án tử hình. Âu chẳng qua là quả báo giáng tiền. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát là như vậy. Cho đến giờ phút này mà còn có những kẻ ngông cuồng, đần độn, đưa khuôn mặt đằng đằng sát khí, gian ác lên trên mạng xã hội, hân hoan, cổ suý cho những tội ác tàn bạo, man rợ của ông trùm mafia và đồng bọn, thì đúng là bất lương, ngu xuẩn, hết thuốc chữa. Thật là không có từ ngữ nào để nói về những kẻ ác mà ngu này nữa cả. Rồi đây, tất cả bọn chúng sẽ bị kết án tội đồng lõa với những tên tội phạm nguy hiểm và sẽ bị kết án tù không phải là nhẹ. Diễm My vừa mới xuất hiện trên mạng xã hội với thân hình tiều tụy, đói khát, xanh xao, hao gầy. Ai đã đẩy Diễm My đến cơ sự thê thảm như ngày hôm nay? Không ai khác, đó chính là ông trùm mafia, tàn ác, tàn bạo, man rợ. Một người cha tội lỗi, biến thái, bệnh hoạn, giam cầm, bạo hành, đánh đập, dâm ô, hãm hiếp ngay cả con gái ruột của hắn. Một người cha quái sức độc ác, khiến cho đến ngay cả con gái ruột cũng phải kinh hãi, khiếp sợ, phải trốn chạy, phải chấp nhận kiếp sống lang thang, đói khát, ngủ bụi, ngủ bờ, thiếu thốn, còn hơn là sống kiếp sống giam cầm trong bốn bức tường với một người cha
tội lỗi, ác độc, biến thái, bệnh hoạn, dâm ô, ám hiếp, loạn luân. Vậy mà cũng có những kẻ bất lương, tàn ác, điên cuồng, đưa khuôn mặt ghê tởm lên trên mạng xã hội, cổ suý, binh vực cho một ông trùm tội phạm nguy hiểm. Không biết những kẻ khốn nạn này, chúng có còn lương tâm, chúng có còn là một con người không nữa? Chúng ta thực sự không còn lời nào để diễn tả về những kẻ dị hợm, biến thái, bệnh hoạn, về lương tri, về cảm xúc. Chúng đã trở thành những cái máy nói theo sự điều khiển bằng tiền của ông trùm. Chúng ta, những người có lương tri, những người có tim óc, chúng ta vô cùng xót xa, đau buồn khi nhìn thấy một kiếp hồng gian bị đọa đày trong địa ngục trần gian. Nay thân xác đã trở nên tiều tụy, hao gầy, đói khát, xanh xao. Thế mà cũng có những kẻ dẫn tâm vô liêm sỉ trước nỗi đau của đồng loại. Chúng nó khốn nạn tận cùng của sự khốn nạn. Chúng nó cười cợt, đùa giỡn trên nỗi đau thương của người khác. Chúng nó khoác lác, bịa đặt và lấy làm sung sướng khi nhìn thấy đồng loại đau khổ, bất hạnh, đói khát, thiếu thốn, không chốn nương thân. Ông trùm là kẻ thù của thiền am, nhưng thiền am vẫn dang rộng vòng tay giúp đỡ con của kẻ thù. Một hành vi hết sức cao thượng, một lối cư xử hết sức văn minh, một cử chỉ rất đẹp trên cả tuyệt vời. Với một tình yêu thương cao cả, bao dung, là một tấm gương cư xử đầy ắp tình người cho dân loại noi theo. Ngược lại, bọn ác ôn, tàn ác, tàn bạo, những con ác thú, đực và cái, lại hết sức vô tâm, vô cảm trước nỗi đau đớn bi thương của đồng loại. Chúng lại trường những khuôn mặt ác quỷ, kinh tởm lên trên mạng xã hội với những vẻ mặt hân hoan, biến thái, bệnh hoạn, tỏ vẻ sự mừng rỡ, sự khoái trá, hả hê khi nhìn thấy Diễm My tiều tụy, xanh xao, hao gầy, thiếu thốn, đói khát, lang thang, cơ dở. Bọn khốn nạn, khốn kiếp đó, thật sự, chúng không còn có lương tâm, lương tri, tim óc của con người. Chúng đúng là những loài súc sinh, súc vật, dơ bẩn, làm vấy bẩn xã hội loài người. Chúng đúng là những loài quái thai, quái vật, những sản phẩm ác nhất của một xã hội băng hoại, suy đồi, thối nát về mặt đạo đức. Sau đây, mình hân hạnh mời các bạn cùng với mình đi tham quan các xa lộ mùa đông u buồn. Các bạn nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ quẹo trái vào xa lộ Liên Tiểu Bang
35 theo hướng từ Nam lên Bắc. Rồi sau đó, chúng ta kẹo phải vào xa lộ liên thành phố 135. Rồi sau đó, chúng ta sẽ kẹo phải vào xa lộ liên thành phố 400, các bạn nhé. Nào, bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau lên đường, các bạn nhé. Đây là xa lộ liên tiểu bang 35. Xa lộ này nằm ngay chính giữa nước Mỹ. Bên tay phải của xa lộ là miền đông, là phía đông của nước Mỹ. Bên tay trái xa lộ là phía tây của nước Mỹ. Xa lộ 35 trải dài từ Nam lên Bắc và xuyên qua 6 tiểu bang thuộc miền Trung của nước Mỹ. Phía Nam là tiểu bang Texas. Rồi đi lên phía Bắc thì tiếp theo sẽ gặp tiểu bang Oklahoma. Rồi đến tiểu bang Kansas. Rồi đến tiểu bang Missouri. Rồi đến tiểu bang Iowa. Rồi đến tiểu bang Minnesota ở phía Bắc. Khi chạy trên xa lộ, các xe chạy với vận tốc rất là nhanh, tất cả đều trên 100 cây số một giờ. Những xe nào chạy chậm hơn
thì sẽ chạy lên bên tay phải. Những xe nào chạy nhanh hơn thì chạy lên bên tay trái. Trên các xa lộ đều có những exit để cho những tài xế quẹo vào nghỉ ngơi, thư giãn, ăn uống, giải trí, vân vân. Đây là khung cảnh xa lộ về đêm vào mùa đông ở Mỹ các bạn nhé. Thành phố mình đang sống có cả thảy 5 xa lộ trên cao. Gồm có các xa lộ 35, xa lộ 135, xa lộ 235, xa lộ 400 và xa lộ 96. Bây giờ chúng ta sẽ kẹo phải vào xa lộ 135. Đây là con đường exit dẫn vào xa lộ 135. Xa lộ 135 cũng theo hướng từ Nam lên Bắc, kết nối hai thành phố. Thành phố Wichita ở phía Nam và thành phố Salina ở phía Bắc.
Hi. Thank you very much. Thank you. Chúng ta bắt đầu đi vào xa lộ 135. Bên tay phải của xa lộ 135 là phía đông của thành phố. Còn bên tay trái của xa lộ 135 là phía tây của thành phố. Các con đường xa lộ rộng rãi, thênh thang và các xe chạy với tốc độ rất là nhanh.
chúng ta sẽ kẹo phải vào xa lộ 400. Bây giờ chúng ta kẹo phải vào exit dẫn tới xa lộ 400. Xa lộ 400 nối đông tây của thành phố. Phía bên tay phải của xa lộ 400 thuộc về phía nam của thành phố. Phía bên tay trái của xa lộ 400 thuộc về phía bắc của thành phố. Xa lộ 400 nằm ngay chính giữa thành phố, trải dài từ đông sang tây. Đây cũng là xa lộ liên thành phố, nối các thành phố trên nước Mỹ. Thành phố này có vô số các con đường bên dưới. Các con đường bên dưới thì xe chạy với tốc độ chậm hơn. Bây giờ chúng ta kẹo phải vào exit để đi vào các con đường bên dưới.